các trường hợp yêu cầu tự cách ly tại nhà do đi về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với người nhiễm bệnh mà tự ý ra ngoài cũng bị trừng phạt đặc biệt nghiêm khắc. Cũng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chính quyền nước này đã bắt giữ 64 người tự ý ra khỏi nhà dù trước đó đã bị yêu cầu tự cách ly. Quyết định được đưa ra sau khi nước này xác định một trường hợp vi phạm lệnh tự cách ly tại nhà là lây nhiễm cho 17 người khác trong cộng đồng. Vâng, cảm ơn anh em Phương ạ. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm báo của chúng tôi. Liên tục các ca mắc mới tại Việt Nam khi đã vượt 100, thời gian để tăng lên vài trăm hay cả nghìn ca là rất ngắn. Đây là thời điểm quyết định để ngăn chặn tình huống này. Giải pháp quan trọng nhất, hạn chế tiếp xúc xã hội ở nhà, không tụ tập đông người, hạn chế các phương tiện công cộng nếu có thể thực hiện hạn chế tiếp xúc. Một người hạn chế tiếp xúc giảm nguy cơ lây nhiễm cho cả trăm người. Một hành động đơn giản có thể cứu cả cộng đồng. Có lúc này biên tập viên Hà Lương đã trở lại cùng với các chi tiết tổng thể trong sáng nay. Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa nhận được có thêm 5 ca mắc COVID mới vào sáng nay, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam đã là 179 trường hợp, trong đó có 21 trường hợp đã được điều trị khỏi và chưa ghi nhận ca tử vong nào do dịch. Còn trên thế giới, theo số liệu của Mỹ, tính đến 5 giờ sáng nay đã có hơn 650.000 ca mắc COVID-19, hơn 30.000 người đã tử vong. Italia đang là quốc gia có số người tử vong cao nhất với hơn 10.000 trường hợp, còn Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm mới COVID-19 tăng nhanh nhất, hiện đã là hơn 120.000 trường hợp nhiễm, tăng 16.000 người so với hôm qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng cách ly một số bang của nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Các bang có thể phải cách ly là New York, một phần New Jersey và Connecticut. Trong đó, bang New York hiện đã xác định hơn 52.000 trường hợp dương tính, tức là khoảng một nửa số ca nhiễm cộng đồng. Mỹ hiện đã trở thành tâm dịch COVID-19 mới của thế giới khi ghi nhận gần 120.000 ca nhiễm và khoảng 2.000 ca tử vong. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên vừa phóng một vật thể chưa xác định ra khu vực ở phía đông bờ biển Triều Tiên. Đây đã là vụ phóng thứ tư trong tháng này của Triều Tiên, lần gần đây nhất là hôm 21 tháng 3. Bình Nhưỡng sau đó xác nhận đây là một vụ thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật vừa mới được phát triển và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát vụ thử này. Sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm nay đã diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ từ 8:30 đến 9:30. Vừa qua, năm nay nhiều hoạt động hưởng ứng giờ trái đất được tổ chức trực tuyến. Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, trong một giờ tắt đèn, Việt Nam đã tiết kiệm được sản lượng điện là 436.000 kWh, tương đương với số tiền là khoảng hơn 800 triệu đồng. Giá xăng dầu sẽ điều chỉnh hôm nay sớm hơn một ngày so với thông lệ, thông tin từ Bộ Công Thương. Trước đó, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất là ngày 15 tháng 3. Giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm rất mạnh trong 14 ngày gần đây, do đó giá xăng dầu trong nước có thể sẽ giảm mạnh. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã giảm giá 5 lần liên tiếp theo đà lao dốc của giá dầu thô trên thị trường thế giới.